chị Thương Nguyễn và nhớ tất cả các em, hiện tại thì chị đang có mặt tại sân bay. Có rất là nhiều bạn nói với chị rằng chị ơi, chị hãy thực hiện thử thách 24 giờ trên xe hơi đi. Chị thấy điều đó hết sức là bình thường nên là hôm nay chị quyết định thực hiện thử thách 24 giờ trên máy bay. Nào, đi thôi. Đùa các em thôi, thực ra thì ngày hôm nay chị sang Ý đấy các em ạ. Ý là Italia đó. Chị không thể nào tưởng tượng nó một ngày chị lại có thể ăn mì Ý ở trên đất nước Ý được luôn đó các em. Nói chung là chị được mời đi và chị cảm thấy rất là vui, háo hức, rộn ràng, nói chung là các thứ các thứ. Và đây là số hành lý mà chị đã chuẩn bị cho chuyến đi Ý này. Bởi vì Ý ở bên châu Âu, xa ơi là xa, cho nên là chị quyết định là mang rất là nhiều đồ. Và cái chuyến bay này nó cũng kéo dài khoảng hơn 10 tiếng lận. Nên là chị quyết định thực hiện thử thách và quay lại hành trình ở Ý cho các em cùng xem. Các em hãy chờ đón những video tiếp theo của chị nhé. Đây là vé máy bay của chị. Chị có hẳn hai cái vé máy bay là bởi vì để qua Ý chúng ta cần quá cảnh ở Dubai. Chị nghe nói rằng Dubai rất là giàu có luôn. Lần đầu tiên chị được đến Dubai, vui quá đi thôi các em ạ. Sau đó thì chị mới bay qua Ý là chặng thứ hai. Nào bây giờ chúng ta cùng vào bên trong để tận hưởng những gì tuyệt vời nhất của vòng chờ hạng thương gia thôi nào. Ờ quên máy quay. Sau khi ăn uống no say tại phòng chờ thì bây giờ chị đã lên máy bay cũng là hạng thương gia luôn. Đây là máy bay hạng thương gia các em ạ. Và anh kia là bạn của chị đấy. Mặt chị lúc này thì đang rất là phẫn, giống như kiểu là tính cách của chị không biết điều gì đang chờ đón chị ở nước Ý đấy nhỉ. Còn đây chính là chỗ ngồi của chị. Các em có thể thấy chị có hơi bị nhiều đồ. Bên trên đây thì người ta đã trang bị cho chị những thứ cần. Chúng ta có được cung cấp sẵn một cái chai nước này. Cái túi nôn này rất là cần thiết với chị bởi vì chị khá là say. Xong rồi chúng ta sẽ có thêm một cái gối, chăn, cái này là tai nghe, cái này là vớ và bịt mắt để ngủ. Wow, khá là đầy đủ luôn đấy các em ạ. Khi mà lên đây thì chị còn được một ly nước, người ta gọi là welcome drink gì đó. Thì chị một ly và bạn bên cạnh của chị một ly. Thực ra thì không phải là bạn bởi vì anh ấy khá là già rồi. Anh ấy, đây các em ạ. Anh ơi anh nói gì đi để con anh tự hào về anh gái được xuất hiện trên video của chị Thương Nguyễn. Con anh là fan của thôi. Còn cô gì mà cô chị Thương Nguyễn? Con anh là fan của chị Thương Nguyễn. Anh gọi tên con anh đi. Ở đây thì chúng ta có một cái nút điều khiển để điều khiển cái ghế này. Chị sẽ chọn tư thế này là nó sẽ di chuyển cái ghế. Đó, các em có thể thấy cái ghế nó được nâng lên này. Wow, rất là hiện đại luôn đúng không các em? Duỗi chân ra như thế này cho nó đỡ mệt. Lên máy bay người ta còn tặng cho chị một cái túi khá là xịn sò. Chúng ta cũng khám phá xem bên trong có gì nhé. Đây là bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Sau đó là cái này là cái gì đây? Cái này là dưỡng da body các em. Còn cái này là cái kem dưỡng da mặt. Cái này là cái như là dưỡng môi. Wow. Còn đây như là nước hoa. Cái gì đấy nhỉ? Wow, còn có cả một cái gương nữa này. Khăn giấy. Ngược. Và cái này là cái hình như là lăn mắt thì phải. Chị sẽ tặng cho các anh bên cạnh của chị. Bởi vì chị cảm thấy cái mùi nó không có được gọi là tươi sáng ở đây. Thôi thôi, em biết lỗi rồi. Thực ra thì của Nam cũng có một set riêng luôn đó các em ạ. Set của Nam thì cũng có khá là nhiều thứ nhưng mà chắc chắn là sẽ không có kem dưỡng đâu. Trong toilet hạng thương gia các em còn có cả nước hoa nữa nè, tuyệt vời quá, chút xíu nữa chị cũng phải sức lên người mới được. Bây giờ là đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân không là cái mỏ của chị sẽ tươi quá. Đi vệ sinh trong máy bay thì nó rung lắc cực mạnh luôn. Sau khi chị đánh răng rửa mặt tẩy trang xong thì người ta phục vụ đồ ăn, cho nên là chị quyết định từ bỏ cái hàm răng sạch sẽ để ăn đã bởi vì chị rất là thích ăn. Đây là quả ô lưu muối, ăn thì nó có vị béo béo và có vị hơi chua nữa, tuyệt vời luôn. Mời các em ăn. Sau khi ăn xong món khai vị thì bây giờ các em có thể thấy một bàn đồ ăn luôn. Bây giờ chị phải làm sao đây? Thôi thì phải ăn thôi chứ biết làm sao nữa. Ăn xong thì chị lại tiếp tục ngủ. Wow, công nhận ngủ ở cái ghế hạng thương gia này nó đã gì đâu luôn á. Ngủ thật là phê gì đâu luôn. Chưa kịp nhắm mắt ngủ miếng nào mà đã tới Dubai rồi, nhanh ghê luôn. Cái kính của máy bay này thì không có soi được rõ cho lắm, cho nên là các em không thấy. Nhưng mà ở đây thì chị thấy nó rất đẹp. Đó, càng dần thì chúng ta càng thấy rõ hơn. Bye, Dubai.
bay bay đến tôi hiện giờ là 3 giờ 35 phút sáng thì cả ngoài trời là hơi tối đen. Chúng ta cứ làm việc tại chỗ nha, và để cảnh sát nhân kỳ tìm hiểu kỳ an toàn được tăng. Chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động tại chỗ hàng không Everest. Chúng tôi hy vọng chúng ta được một chuyến bay tốt đẹp và mong được gặp lại những người bạn thân yêu nhất. Wow, vào ban đêm 3 giờ 30 phút sáng mà nhiệt độ ở ngoài trời là 39 độ C, vậy là Dubai rất là nóng luôn đó em. Từ giờ hãy gọi chị là thơ Dubai. Thơ hay họ. Lúc này thì chị lam tam, sân bay Dubai thì thực sự rất rộng. Trong khi chờ đợi chuyến bay tiếp theo thì chị quyết định sẽ quay một đoạn clip pop pop. Còn clip gì thì các em cũng hãy tự đoán nhé. Đây là phòng chờ thương gia của sân bay ở Dubai. Các em có thể nhìn thấy nó rất là rộng, rất là bự luôn á, chứ không phải là một cái phòng chờ nhỏ nhỏ giống như kiểu là ở Việt Nam mình đâu. Mà ở đây thì nó rộng và nó chia thành nhiều quán, chúng ta có thể vào ăn và tất cả đều là miễn phí. Đó, em thấy không? Đó, chị đang ở Dubai và hiện tại Dubai bây giờ là 7 giờ kém. Đó, kia là phía ngoài, bầu trời thì cũng đã bắt đầu sáng lên. Nhưng mà chị nghe nói rằng ở bên ngoài rất là nóng. Mấy cô tiếp viên ở Dubai thì mặc đồ rất là xinh luôn đúng không em? Đội mũ rồi có thêm một cái khăn nữa. Còn chị thì giống như kiểu của con hai lúa đi ngắm mọi thứ tốt luôn. Đồ ăn thơm quá mà chị không biết là lấy đồ ăn ở đâu nữa, bởi vì nó quá rộng. Rộng giống như kiểu một cái tòa nhà khổng lồ ấy. Đây là tới chỗ lấy đồ ăn này này, mừng quá anh thôi. Thì như là chỗ này tất cả đều là miễn phí á, chị sẽ nhanh nhanh đây lại lấy một phần đồ ăn của mình mới được. Xem là hôm nay có gì. Wow, các loại bánh nha. Bây giờ thì chị sẽ ra ngoài cửa ra máy bay để tiếp tục chặng bay thứ hai là qua Ý, từ Dubai qua Ý. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Nhìn phía bên ngoài kia thì nắng có vẻ rất là dịu, nhưng mà chị đoán là bây giờ phải hơn 40 độ C đó các em ạ. Tại vì chị nhìn thấy cái luồng không khí ở chỗ cái cánh máy bay kia nó gọi là biến đổi giống như kiểu hình lợn sóng, chắc là nóng lắm luôn. Còn kia là một cái tòa nhà rất là cao, nhìn ở đây thì có vẻ nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà cao lắm luôn đó các em ạ. Dubai thì là một cái thành phố hiện đại cho nên là rất là nhiều những cái tòa nhà, nhưng mà nóng lắm chị chẳng dám ra đấy đâu. Sáng nay thì chị tưởng rằng Dubai vào ban ngày sẽ đẹp hơn ban đêm, nhưng mà thực ra không phải, ban đêm nó lấp lánh ánh đèn đẹp hơn đấy. Ban ngày thì chị thấy rằng Dubai cũng đúng là hiện đại nhưng mà không có nhiều cây. Chị thích nơi nào có nhiều cây cơ, bởi vì nơi đấy nó mới mát mẻ. Cao 11.000m chứ bộ. Wow, cũng cao 11.000m là rất cao luôn á, nhưng mà do trời quá là quang mây tạnh, nhiệt độ bên ngoài là -38 độ C. Ra ngoài bây giờ là đóng băng ngay lập tức. Bây giờ thì chị lại tiếp tục ngủ thôi. Cái ghế máy bay này to hơn cái ghế máy bay lúc nãy. Ngủ dậy một giấc thì nước Ý đã hiện ra trước mắt. Trời ơi, Ý đẹp dã man luôn kê mà. Có màu xanh của biển và màu xanh của cây nữa. Điều rất là kỳ diệu. Đó chính là cái ngày mà chị làm cái hộ chiếu này là năm 2018. Lúc đó thì chị đã mua một cái bao để bọc hộ chiếu, và chị mua cái bao này là nó đã được mua từ năm 2018 rồi. Mà tới bây giờ khi năm 2022, địa điểm đầu tiên để chị sử dụng cái hộ chiếu này đó lại là Ý. Đó là một sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên luôn nghe mà. Cũng có thể là thông điệp gửi vũ trụ gửi thông điệp đến cho chị, nói là nơi đầu tiên chị đi là Ý. Tuyệt vời lắm trời. Tại Ý thì bây giờ mới có 1 giờ trưa thôi Kim mà. Mặc dù là chị đã trải qua một cái chuyến bay gần 5 tiếng từ Dubai, lúc bay ở Dubai thì là 9 giờ hơn, nhưng mà qua đến Ý thì chỉ có 1 giờ trưa thôi. Lý do là mức thời gian ở Ý thì khác với lại thời gian ở Dubai, hình như là chậm hơn vài tiếng thì phải. Cũng giống như khi chị bay ở Việt Nam thì là 11 giờ hơn và bay hơn 5 tiếng, khi qua đến Dubai thì khoảng gần 6 giờ. Nhưng mà giờ ở Dubai lúc đó chỉ có 3 giờ hơn thôi, tương tự như thế này. Chị cũng gọi là khó giải thích nhưng mà nó là thế đấy. Bây giờ thì chị đang trên đường để vào nước Ý không? Để ra khỏi sân bay. Chị để ý rằng ở sân bay á, quá trời xa mịt luôn á. Công nhận nước Ý giàu ghê. Thật là may mắn chị đã mang cái quạt này đi, bởi vì ở Ý bây giờ cũng rất là nóng. Đây, cái quạt cool này rất là tiện lợi luôn. Chị đeo ở cổ từ đầu chuyến đi đến bây giờ luôn đấy. Mát quá. Cho các em phải đi dạo. Đấy, các em thấy chưa? Cái sự quan trọng của cái quạt này chưa? Các em đi học hoặc là đi chơi thể thao á, có cái quạt này thì rất là tiện luôn. Chỉ cần sưu tập thẻ cool là có được đấy. Và thể vận động nhá các em. Wow, nước Ý không chỉ có xe hệ mẹ đâu em mà chỉ còn thấy cả Audi rồi nữa kìa. Không nhận thầu ghê. Toàn là xe xịn luôn á. Wow, em có thể nhìn thấy mặc dù đây là thành phố nhưng mà có rất là nhiều cây xanh luôn. Bởi vì càng những thành phố lớn thì chúng ta càng nên trồng nhiều cây xanh, để cây xanh có thể hấp thu cái CO2 này và thải ra oxy, làm cho không khí của chúng ta trở nên trong lành hơn. Để di chuyển đến khách sạn thì chỉ cần di chuyển bằng chiếc tàu như thế này. Nhưng mà đoàn của chị thì nó rất là đông người, có thể là sẽ di chuyển bằng bao hơn á. Chị đang theo kịp với cái thùng rác kia mà, bởi vì chị phát hiện ra rằng ở bên thì người ta giữ gìn vệ sinh môi trường á.
gần về đến khách sạn rồi. Thử thách 24 giờ trên máy bay của chị đến đây là kết thúc. Thực ra thì chị chẳng muốn kết thúc một tí xíu nào đâu. Bởi vì 24 giờ ở trên máy bay được ăn, được ngủ, được nghỉ, còn gì sướng bằng, đúng không em? Chỉ có điều là rất tốn kém mà thôi. Chị ước rằng mình sẽ làm được nhiều tiền để thực hiện các thử thách khác lâu hơn, như là 48 giờ trên máy bay hoặc là 72 giờ trên phi thuyền thì sao? Biết đâu một ngày nào đó chị có đủ tiền để bay lên mặt trăng hay là sao hỏa cũng được.